Trước đó, hãng hàng không Voepass xác nhận toàn bộ 61 người gồm hành khách cùng phi hành đoàn đã thiệt mạng. Chiếc máy bay ATR-72 do hãng này khai thác gặp nạn khi đang trong hành trình từ Cascavel, bang Paraná, đến Guarulhos, bang São Paulo. Thông tin sơ bộ cho thấy đã không có tín hiệu khẩn cấp nào được phát hiện trước khi chiếc máy bay gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều tới hiện trường và cơ quan chức năng Brazil đã mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này.